Mày ơi, tao đang quay vlog. Đi ra kia tao mua thịt. Đi đâu? Kia kìa. Đi được không đây? Chắc là được. Lên, tao cầm. Lên đi. Úi, chú. Mày đi. Mày đi. Ôi, mày lên kia đi. Tao xấu. Đừng quay chị nhá. Mua thịt xay nhá. Thịt bằm ấy. Mua bao nhiêu tiền thịt tí? Không biết. Một đi thôi một lạng thôi. Hỏi chị đấy là chị nói. Theo em đúng chắc. Không. Chị ơi, chị có thịt bằm không ạ? Cho em một lạng ấy. Một lạng này nhỏ ý. Hai lạng. Chị ơi chị, hai người ăn thì bao nhiêu? 20 thôi nhỉ? Ừ. Thêm 30. 20 được rồi. Tao không biết. Phải đủ tiền đâu. Đủ chứ. Chuyển đi. Nhưng mà 20 hay 25 hay 30? 25. Chị ơi. 25.000 tiền thịt xay. Xay cho em cái phần ít mỡ thôi nhá. Em không ăn mỡ. Nhưng làm nào để nó kết dính lại với nhau. Tao cũng làm được. Không có phải rửa thịt đâu. Không, xay rồi thì rửa kiểu gì. Thế á? Con đơ này nữa. Có ít quá không mày? Đúng rồi. Thôi mấy viên mà. Này đúng rồi. Mua nước gì uống không? Mua nước ngọt. Cầm thịt đi. Chị ơi chị, em chuyển rồi ấy.